Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kuma đây. Và ok, trước khi chúng ta bắt đầu video thì không biết là hôm bữa có ai xem cái clip tâm sự cùng Kuma tập 16 không nhỉ? Nếu có thì mấy bạn hãy không thêm phím số 1 cho Kuma biết nha. Và ok, trước khi chúng ta bắt đầu video mới thì các bạn hãy bỏ đầu tí thời gian để có thể đăng ký kênh cho Kuma và cũng như là đăng ký kênh cho tất cả các thành viên trong biệt đội rất lớn bao gồm Siro Official, Hồng Akira, Tỉnh Tuấn, Tobi, Ruby và Mèo Béo. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông, làm cho cái chuông nó rung lên để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Kuma nha. Và ok, để không làm tốn thời gian của tất cả các bạn nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu video nào. Let's go! Ok các bạn ạ, bây giờ trước tiên chúng ta nhảy ấy, thì chúng ta phải đọc cái bản thông tin mắt cái đã. Giới thiệu, mình là Sunny nè. Mong mắt này mình xây một mình nên có gì sai sót thì mong mấy bạn thông cảm. Mong mọi người chơi vui vẻ và hãy cho nhận xét nha. Mắt bắt cua 100 level. ID là 1353393. Ồ ID bạn này đẹp nè, nếu bạn nào thấy mắt này hay và mắt này vui thì nó đưa bạn mini. Bấm cái số ID này vào cái khu mục tìm kiếm để tải mắt này về ủng hộ cho bạn chúng mắt nha. Kênh YouTube là Sunny Up Game. Và ở đây bạn đó có để một cái NPC của bạn đó đây. Và bạn đó đồng tập với tôi nè. Hello. Trời ơi, cùng nhà họ nhà gấu, trời ơi. Và đây, bên đây có thêm một cái bản nữa nè mấy bạn. Mô tả game. Map này được lấy ý tưởng từ Minecraft, nhưng mình đã xây nó dễ hơn rồi nha. Map này được xây từ ngày 21 tháng 3 2019. Nếu map này được 5.000 lượt tải thì mình sẽ làm tiếp nha. Và thách ai thắng map này. À, cái map này Kuma đã chơi qua khoảng 10 step đầu tiên và cái 10 step đó là đủ tôi kể chuyện cho mấy bạn nghe luôn rồi đó mấy bạn. Đó, cho nên ngày hôm nay Kuma sẽ chơi 10 step đầu tiên thôi nha. Tại tôi chơi thử rồi. Tôi nhảy bắt cua bên Mewwork là bắt cua bên Roblox thì tôi nhảy được, mà bắt cua cái kiểu mà của Minecraft thì tôi nhảy xịt hoài à. Đấy. Thông báo hiện tại map đã được cập nhật thêm, nên khi các bạn thoát map và vào lại thì các bạn vẫn ở chỗ mà các bạn đã đếm được. Mong chuyện này có thể giúp được các bạn tốt hơn. Nếu các bạn muốn chơi lại từ đầu thì hãy xóa map đi rồi tải lại nha. Ok, bạn chủ map có tâm ấy chứ. Và trước khi chúng ta vào vấn đề câu hỏi ngày hôm nay thì không cái lý do mà mấy bạn nhầm lẫn tôi và Kuma. Tôi thấy ở bên bình luận bên dưới thì mấy bạn những bình luận chị Kuma là chị Kamui, chị Kamui là chị Kuma rồi cái gì làm lẹo lưỡi quá. Trời ơi, tôi nghĩ cho nên tôi nghĩ là chắc cái lý do mấy bạn nhầm lẫn tôi với là chị Kuma. Ủa là chị Kamui, trời đất. Tại đó một hồi cái tôi nhầm luôn à. Thì lý do nhầm lẫn tôi với chị Kamui chắc là do cái tên của hai người nên nái nha mấy bạn. Tại vì Kamui chứ là Kuma. Mấy bạn thấy đọc nó nái không? Kể cả người mà sở hữu hai cái tên đó còn đọc nhầm lẫn với nhau nữa mà không chị mấy bạn. Đấy, cho nên chúng ta tạm thời dừng cái việc nè giữa Kamui và Kuma lại nha. Trời ơi, nó nhức đầu lắm. Để bữa nào đi, bữa nào đẹp trời tôi sẽ mời chị Kamui vô để solo bắt cua giữa hai người. Ok, vậy được chưa? Tôi đã liên hệ chị Kamui rồi, bây giờ lựa ngày đẹp trời để solo thôi. Và ok, đây không làm tốn thời gian của tất cả các bạn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái vấn đề chính của ngày hôm nay. Và trên đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên của bạn Kizuki Gacha. Chị ơi, các ngày trong đại học là sao? Chống họa sĩ hay môi trường của chị á? Mà chị có thể giới thiệu sơ qua được không? Mà nghề môi trường là nghề gì vậy? Tự nhiên thấy mình ngu ngơ. À, cái này không chắc em được. Cũng sẵn đây là chị sẽ lời câu hỏi cho bạn Công Hoàng luôn nha. Chị ơi, ba mẹ em kêu em học về môi trường, vậy chị thấy môn đó có khó không chị? Mong chị trả lời. Thì ok. Thì các ngành trên đại học nó rất là bao la nha mấy đứa. Nó không những là có ngành họa sĩ và ngành môi trường, mà nó còn có ngành luật, ngành công an, ngành bác sĩ, ngành điều dưỡng, ngành dược. Ủa sao rớt vậy? Ngành điều dưỡng nè, ngành dược nè, rồi ngành quản trị kinh doanh nè, rồi ngành thiết kế đồ họa nè, rồi ngành ít mà của ông Rô đã từng học lúc trước nè, rồi ngành ngành trong ngân hàng gọi là gì ta, cái gì mà kế toán nè, đúng rồi, kế toán nè. Nói chung là đại học nó rất là bao la ngành đấy, cho nên nếu mà ngồi kể đây thì nó nhiều lắm, nó không hết nổi đâu mấy đứa ạ. Cho nên chị sẽ kể ra một số ngành thôi. Và cho nên em có thể biết đó là Kizuki Gacha là cái ngành đại học rất là bao la ngành nha. Đấy, và cũng đây là chị sẽ trả lời câu hỏi của bạn Công Hoàng luôn nha. Là bạn hỏi chị học môi trường có khó không hả? Thì cái đó là tùy theo nhận định mọi người thôi em ơi. Nếu bây giờ chị nói dễ thì em tin không? Tại vì do chị là chị đam mê cái ngành đó, chị học cái ngành đó tới năm 4 rồi, cho nên đối với chị là nó cũng không khó lắm. Nếu mà nó khó là nó chỉ khó trong quá trình mà mình học cơ bản thôi. Nói điều này chắc mấy đứa con tin đó ha. Là khi mà mấy em vô đại học ấy,
thì cái môn mà tụi em rớt nhiều nhất không phải là môn chuyên ngành, mà cái môn tụi em rớt nhiều nhất đó chính là môn cơ bản. Bởi vì môn cơ bản nó rất là khó học, à học cỡ nào nó cũng không vô. Đấy, điển hình như tôi nè, mấy môn chuyên ngành của tôi là tôi học và tôi đậu hết rồi. Bây giờ tôi vướng là trường, chúng tôi vướng mấy cái môn cơ bản khốn nạn thôi. Không, khó học lắm mấy bạn, nhất là cái môn Math Lenin. Trời ơi, cái môn đó là cái môn mà phải nói là khó học nhất trong cái mấy cái đám môn cơ bản ấy. Nó vừa cao siêu mà nó vừa khó học nữa mấy bạn. Đấy, cho nên tùy cái môn môi trường nó có khó hay không là tùy vào nhận định của mỗi người nha Công Hoàng ơi. Nếu mà em thích nó thì em sẽ thấy nó rất là dễ. Còn nếu mà em ghét nó, em không đam mê với nó thì em học nó thì em sẽ cảm thấy nó rất là khó. Đấy, cho nên ở đây thì chị có thể nói vậy thôi, chứ chị nói dễ khó gì cũng khó mà phân biệt lắm, tùy theo nhận định mỗi người thôi. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Đó là câu hỏi của bạn Lisa Mi. Chị Khánh Mai ơi, chị có bao giờ bị con bạn phản bội chị, nói xấu sau lưng chị? Nó không biết gì về em mà nó cứ nói làm như nó là em vậy á. Nói đủ thứ về em xong lên mạng xã hội ăn vạ. Em đang bị tình trạng như vậy, mong chị trả lời cho em bắt cô tâm sự cùng con ma tập 17. Thì ok, cái trường hợp của em thì chị có thể hiểu. Bởi vì chị cũng có một cái đứa bạn mà nó khốn nạn nha em. Tại sao chị lại nói thế? Để chị nói cho mấy em nha. Nó làm sai thì chị la nó. Bởi vì nó là bạn mình mà, cho nên cái gì mình cũng muốn tốt cho nó mà, đúng không? Mình la nó nha, mình la nó đã đành rồi. Nó đã không nghe em là mình chưa trách nó rồi đấy. Đã vậy mà nó còn lên cho, nó chụp cái câu mà chị chửi nó thì nó đưa lên cho mọi người trên mạng xã hội coi, để người ta đánh giá là chị, về chị là chị sống ác ôn với nó hay sao. Đừng là bạn bè mà chửi nhỏ dữ vậy á, kiểu giống vậy á. Cái nó lớn tay tôi, mấy bạn biết tôi làm gì không? Trời ơi, tôi đã vậy, tôi đang nghĩ là gỡ nó xuống hả? Từng có mơ nha. Tôi là chửi nó tiếp nữa đấy. Đã làm sai mình la nó rồi, nó không biết tiếp thu mà nó còn lấy cái câu mà chửi nó đăng lên trên mạng xã hội nữa. Nghĩ sao vậy trời? Tôi tưởng tôi hiền lắm hay cái gì à? Cái vấn đề nào thì tôi có thể bỏ qua, chứ cái vấn đề mà lan mạ tôi trên cơ xã hội tôi không có bỏ qua đâu nha. Làm sai là tôi đã chửi mà không nghe mà còn đăng mấy cái câu mà tôi chửi lên mạng xã hội là tôi chửi tiếp đó. Tôi chửi tới khi nào mà thông não thôi đi. Tôi chửi xong rồi tôi bắt gỡ xuống, đính chính là kết quả là cái đó là tôi chửi như thế thì tôi mới chửi. Đấy, rồi là gì làm phải đính chính kết quả là chứ. Không, ta hiểu làm mình sao chết luôn à. Cho nên cái trường hợp của em á thì em nên nói rõ thẳng ra cho nó. Còn không á thì em cứ chụp lại mấy cái câu mà nó nói với em hoặc là chụp lại mấy cái hành động của nó á, em đưa lên mạng xã hội thì lúc đó thì đứa nào giục hơn thì biết liền. Đấy, nhưng mà trước đó thì mình nên cảnh cáo nó trước đi nha, là để cho nó tự sửa đổi. Giống như thằng bạn của chị đó, chị lên chị chửi nó hồi á, chị nói bây giờ ông tin là tôi chụp mấy cái câu mà ông nói với tôi sao rồi à, tại sao tôi chửi ông cho mọi người xem không, cái nó sợ quá, cái đó cái đi đính chính lại hết rồi các bạn. Bởi vì nó sợ gì, nó sợ mình bị nhục, trong khi nó ngồi nó nhắn tin với người ta khác mà cái kết quả lại, mà cái lý do lại khác á, kiểu như là mình chửi nó là đúng nhưng mà nó đi nhắn tin với người ta là mình bắt nạt nó. Cái nếu mà mình đưa mấy cái câu mà mình nhắn tin mình chửi nó về cái vấn đề nào đó cho người ta xem thì lúc đó ai nhục? Dĩ nhiên là nó nhục rồi, chứ phải là mình nhục thì mình chửi nó đúng nè. Đấy, cho nên là vấn đề của em thì em nên nói thẳng ra luôn cho bạn nói luôn. Hả? Ok, chỉ vậy thôi nha. Và ok, để qua câu hỏi tiếp theo của bạn nào đi. À, có bạn Hanasaki Quốc. Chị ơi, cái câu hỏi dành cho chị nè. Chị đến Quốc là ai chị dạ? Chị thích phim gì? Chị có được làm gì? Chị có thể giúp em làm sao có tình với người em thích được không? Em cứ em ấy sao ấy, chị giúp tụi em không chịu không em? Thì trong cái 4 câu hỏi mà bạn hỏi chị ấy thì chị có thể giúp được 3 câu đầu tiên thôi. Còn câu cuối cùng mà như tôi đã nói rồi đấy, tôi là FA thì làm sao tôi có kinh nghiệm tỏ tình được với người yêu mấy bạn? À, đến tôi mà tôi còn ấy nấy nữa thì làm sao tôi giúp mấy bạn cái phần mà tỏ tình người yêu được? Cho nên cái câu cuối cùng thì chị sẽ không giải đáp được cho em, cho nên em mong em thông cảm nha. Nãy giờ nhảy bám cầu thang nó xịt vài ta. Thì ok, câu hỏi đầu tiên là ai chị đến biết đến Miu Quốc hả? Thì hồi trước đó đấy, là cách đây khoảng 1 năm, là lúc đó tôi còn chơi bên MyRap mấy bạn. Mà lúc đó thì tôi đang trong tình trạng mà chán MyRap. Bởi vì MyRap có mấy cái mod rồi mấy cái game sinh tồn tôi chơi hoài thì tôi chán, không có cái gì mà đặc biệt nữa. Rồi nếu mà đợi nó update thì lâu lắm, cho nên tôi đang tìm một cái con game nào đó khác cũng thuộc dạng sinh tồn để tôi chơi. Và thấy là lúc đó thì lúc đó là tôi đang thích cái series tập Lucky Lock của anh MK Gaming. Và nếu mà một số bạn không biết thì Kuma ở đây, Kuma sẽ nói luôn. Anh MK Gaming là lúc trước là ở trong OB Team cùng với mèo Simmy. Nhưng mà bây giờ thì hai người đó tách ra rồi mấy bạn. Đấy, thì lúc đó thì anh MK thì tôi đang thích xem cái series mà tập Lucky Lock của anh MK ấy. Thì tình cờ một bữa nào đó thì ảnh lại không đặt Lucky Lock mà ảnh lại chơi một con game gì đó mà ảnh đặt tên là Thế Giới Tí Hon.
và anh bảo là anh mua 30.000 trên Steam. Thế là mình thấy anh chơi cũng hay hay, mình cũng lên mình tìm coi các bạn free giống như Minecraft không. Ừ thì đúng thiệt là các bạn free thiệt các bạn. Thế là tôi tải về tôi chơi thử và tôi thấy nó khá là thú vị. Mấy con vật mà đồ họa nó dễ thương á, gặp tôi là tôi là một người rất thích làm mấy cái món đồ dễ thương ấy, cho nên cái này tôi thấy nó cũng kiểu như là nó hợp gu mình rồi. Thế là mình tải về mình chơi, nhưng mà chơi khoảng một mình khoảng được 2 tuần cái bắt đầu tôi chán rồi mấy bạn. Tại chơi một mình mà mình có vụ sinh tồn mình chơi mình lấy gì mà mình không chán. Cái bắt đầu tôi gia nhập rớt cộng đồng Miiverse, rồi sau đó thì tôi tìm tên đó tôi chơi, và cái tên đầu tiên mà tôi gia nhập đó chính là tên ngố. Thì xuất thân của tôi là đến từ tên ngố các bạn, lúc trước là tôi ở bên tên ngố đấy. Rồi sau đó thì tôi mới chuyển qua Việt Rối, và cái người dẫn tôi đến thế giới Miiverse này là chính là anh MK Gaming. Rồi ok, và câu hỏi thứ hai là chị thích xem phim gì nhất? Thì nếu mà tôi nói ra thì mấy bạn sẽ bảo tôi con nít, tại vì tôi thích xem phim hoạt hình nhất. Đến giờ này là nói gì nói tới với tôi là hoạt hình vẫn là nhất. Nói chung là tôi thuộc dạng otaku á mấy bạn. Đấy, kiểu như mấy bạn hay gọi là thuộc dạng otaku ấy. Tôi thích xem hoạt hình nha. Còn mà phản tiện đây thì có một câu hỏi là mấy bạn hỏi, có một bạn hỏi tôi luôn mà tôi không có chụp lại ở đây, là bạn nói là chị thích xem phim hành động bên Nhật Bản không? Thì câu trả lời của chị là không nha. Chị chỉ thích xem phim mấy cái kiểu dạng hoạt hình thôi. Còn nói với mấy cái phim mà hành động hay là tình cảm muốn lộn với ké mà người đời đóng á thì chị không có xem cho lắm. Đưa hoạt hình là tôi sẽ xem, mà tôi mấy cái phim kiểu đó là tôi sẽ không xem. Đấy, tôi ngộ vậy đấy. Bởi vì nhiều lúc mà người ta nói tôi là mày lớn rồi mà sao mày còn coi phim hoạt hình. Ủa, lớn thì lớn chứ hoạt hình nhưng mà hoạt hình thôi, ai cấm ai cản mình được. Đấy. Và câu thứ ba các bạn là gì? Không ai xem lại câu thứ ba các bạn. Ước mơ của chị là được làm gì? À bây giờ chị đang ước về hiện tại thôi nha. Là trước mắt làm gì làm thì ước gì mình có cái máy tính, cái dàn PC mấy bạn, chứ không phải là cái laptop nha. Hiện giờ tôi đang chơi bằng cái laptop. Nhưng mà cái laptop sẵn tiện nó đây là hôm bữa là Kuma bám tường thì có một số bạn ngạc nhiên à. Thì thật sự là Kuma biết bám tường nha mấy bạn. Bám tường ngang, bám tường hai lốt gì Kuma biết bám hết. Mà tại chỉ có bám tường một bên là tôi không biết bám thôi. Mà chắc là dạo gần đây cái clip của tôi là tôi nhảy đường dễ mà tôi không có bám tường, cho nên mấy bạn hiểu làm tôi là không biết bám tường đúng không? Nhưng mà thật ra là tôi biết bám tường nha mấy bạn. Trời, nghĩ sao tôi không biết bám tường vậy? Tôi bám tường hai bên, tôi bám tường được 100 lốc đấy. Chứ đừng có dễ, tưởng dễ nha. Chắc là clip tôi không có bám tường nha bạn, xem cho mấy bạn tưởng tôi là không biết bám tường gì không, cái đó hiểu. Tại vì tôi máy tôi nó lắc hết, máy tôi nó lắc cho nên tôi không có bám tường, vậy tôi giấu nghề đi. Thật ra sao nghĩ rất hoài vậy ta? Hôm qua Kuma đăng lên thì có một số bạn hỏi là tại sao chị xưng tôi hoài vậy? Thì thật sự ấy, thì trong tất cả các fan thì không phải là bạn nào cũng nhỏ hơn Kuma. Đấy, cho nên là nhiều khi Kuma xưng bằng tôi kiểu như là cho nó ngang hàng với mấy bạn ấy. Chứ không có cái ác ý gì nha, cho nên bạn đừng thắc mắc nha bạn. Mà xưng tôi cũng được nè, có sao đâu. Miễn chi là không xưng mày tao là được rồi đúng không? Đấy, tao phải là nhất thiết lại rớt nữa rồi. Nói theo như mấy bạn thấy đấy thì cái tỷ lệ bám tường của Kuma là không có được cao. Nhiều lúc tôi bám được và nhiều lúc tôi bám xịt, cho nên là tôi ít khi nào tôi bám tường lắm. Nhưng mà bám tường thì tôi vẫn biết bám nha, nhảy hai lốc tôi vẫn biết nhảy nha. Nhảy ngang tôi vẫn biết nhảy nha, chẳng qua là tôi bám xịt thôi. Đấy. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn Ngọc Trâm Anh Nguyễn. Vì sao chị được vào bị tội rắc rối? Chị với chị Ruby là gì với nhau? Thì lý do tại sao chị được vào bị tội rắc rối thì chị cũng đã kể nhiều lần rồi mà. Thì cái đó là bữa đó là một buổi tối đẹp trời, khi mà tôi đang đánh hạng Liên Quân, thì đột nhiên có hai người nhắn tin cho tôi, đó chính là Rô và Hùng. Thật ra bữa đó có Thịnh Tuấn nhắn nữa, nhưng mà tôi không có kết bạn với Thịnh Tuấn, cho nên tin nhắn của Thịnh Tuấn nó rơi vào cái tin nhắn chờ, cho nên tôi không có biết cái rip tin nhắn cho Thịnh Tuấn, cho nên tôi rip có hai người thôi, đó chính là Rô và Hùng. Thì sau một hồi hai người đó nhanh nhanh với tôi thì hai người đó ngỏ ý định là tôi vào team. Thì không phải là bạn ngỏ là tôi vào team liền đâu nha mấy bạn. Tôi phải mất hết một đêm để tôi suy nghĩ đấy. Và sau đó thì tôi mới quyết định là tôi vào team của Victor Rất Rối. Thì tôi nhảy tới level 10 rồi nè. Hả? Thằng ơi, nhảy tới level 10 rồi. Ok, thì còn chị với chị Ruby là gì với nhau? Thì chị và Ruby chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Chị đồng nghiệp chị em với nhau thì không có gì đâu nha em. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Sako Gacha. Chị có cảm nghĩ gì về người anh Siro không? Chị trả lời. Siro hả? Cái này là tôi phải nói thiệt với bạn một câu. Thì Siro với tôi là bằng tuổi. Đấy, tôi là Siro là sinh cùng năm là đều là 1997 hết. Thì mặc dù bằng tuổi với nhau nhưng mà tính cách của Siro người lớn hơn tôi rất là nhiều.
Nhưng mà nói gì nói thì mấy bạn thấy tôi ấy, tính cách của tôi là nó tâm hồn của tôi khá là trẻ con, cho nên nhiều lúc mà ông Rôm nói với tôi, ông nói với mấy bạn đó là tôi khá là trẻ con nít thiệt á, thì cái đó là thiệt nha mấy bạn. Nói bây giờ nhiều lúc tôi xin bạn mình với là tôi với tất cả các bạn quá, là lúc đó là tôi sẽ xem mấy bạn ngang hàng tôi rồi, cho nên tôi mới xưng hô như thế, chứ tôi không có dùng từ chị như là ông Rôm. Ông không phải từ chị, kiểu như là ông Rôm xin anh là tôi xin chị, ít khi nào tôi dùng xin chị lắm đấy. Nói chung là mặc dù tôi là ông Rôm bằng tuổi, nhưng mà cái tính cách của ông người lớn hơn tôi rất là nhiều. Cái tính cách của tôi là tôi khá là trẻ con rồi, cho nên mà số điều mấy bạn phải biết là trong tem á, mặc dù tôi bằng tuổi ổng đó nha, nhưng mà mỗi lần mà tôi làm sai cái gì là ông cũng chửi tôi khí thế đấy, chứ ông không có bỏ qua đâu nha. Mặc dù bằng tuổi nhưng mà khi làm sai là vẫn chửi đấy. Nói chung là nguyên tem là ai cũng bị ông chửi nát hết rồi, là không ai là chưa bị ông chửi hết á. Đấy, trả lời này cái nè. Ok, thế là xong câu hỏi về phần của Rô nha mấy bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo của bạn Phan Huỳnh Đức. Tại sao em ở ngoài mà không mập, còn em chỉ uống nước thôi mà lại mập vậy chị? Có phải là do gen duy trì không chị không nghe? Không, chị trả lời trong tập sau. Thì không phải là nhất thiết là do gen di truyền cho nên thế đâu em ạ. Để chị kể cho em nghe về một ví dụ điển hình, đó chính là chị đây. Chị là một dạng người mà ăn hoài không mập, mà không ăn cũng không bị giảm ký. Nói chung là tôi ký tôi sao là đó giờ tôi vẫn vậy á mấy bạn. Là tôi sẽ không tăng và không giảm ký nào. Và tôi đã bị như thế từ năm mà lớp 6 rồi. Nè, kể từ năm lớp 6 tới nay là ký lô của tôi nó không hề tăng, không hề giảm. Mặc dù tăng nhiều hay là tôi ăn ít hay là tôi nhịn đói thì tôi cũng không bị giảm á, hiểu không? Tôi cũng không tăng luôn á, kiểu giống vậy á. Thì cái đó làm sao có thể là gen di truyền được, trong khi ba mẹ tôi nè vẫn phát triển đều đều, em tôi vẫn phát triển đều đều. Cái đó có thể là do cơ chế mọi người đó em ơi, chứ không phải là nhất thiết là do gen di truyền đâu. Cái vấn đề này về cái vấn đề y học rồi, mà nó thiên về y học quá thì tôi chỉ có thể trả lời về cơ bản thôi nha, chứ chuyên sâu thì tôi không có rành. Và tại sao tôi nghĩ ngoài nó không nên vậy, khóc giờ đấy. Phản tiện đây trả lời câu hỏi cuối cùng luôn nha, đó chính là chị ơi, chị nghe tâm nghĩ về thành viên mới đi. Ý tụi em nói là mèo béo đúng không? Thì thật sự là chị đã biết mèo béo từ khi chị mới vào tem rồi, là lúc đó ông Rô mới nhắc tới gia tộc mèo, gia tộc mèo ấy. Cái rồi tôi cũng qua đó tôi chơi, thì tôi cũng đã biết tới mèo béo rồi. Lúc đó thì chưa được nghe giọng của mèo béo thôi, cho nên lúc mà lần đầu tiên nghe giọng của mèo béo thì tôi khá là ngạc nhiên, bởi vì giọng của mèo béo nó khá hợp với bên YouTube, nó khác tôi đấy. Tôi là tôi chưa quen với vậy, cái giọng của tôi nó không có được tập gì bên YouTube cho lắm đó. Thì nếu mà mấy bạn không biết thì hồi đó cái không biết có ai còn nhớ cái đảo mà cái làng mà hồi Tết, chứ là cái làng đảo trên trời không nhỉ? Nếu có thì hãy comment phim số 2 cho không ai biết nha. Thì hai cái làng đó là do gia tộc mèo xây đó, là do bên mèo béo xây đó mấy bạn. Là lúc trước là mèo béo là người phụ xây map cho biệt tội rắc rối. Nói chung là mấy cái nhà tôi ở hồi đó đó là do gia tộc mèo xây hết đó, là do mèo béo xây hết. Còn cảm nghĩ về thành viên mới thì trước khi mèo béo vô tem thì sáu đứa đó cùng ngồi họp với nhau để ra quyết định cuối cùng. Và cái quyết định cuối cùng đó chính là mèo béo vào tem, và mèo béo sẽ là thành viên thứ 7 của tem. Nói chung là cái người phá hoại thứ 7 của tem á. Tại vì sao? Bởi vì tem là bị cậu rất tối nè, đi tới đâu rất tối đó, cho nên mèo béo là thành viên phá hoại thứ 7 của tem đó. Nói chung là vậy đó. Nhảy bên đây nó trời đại rớt. Nói thế là xong câu hỏi của tất cả các bạn ngày hôm nay. Và bây giờ tôi chỉ cần cố gắng mà tôi qua cái level 10 này cái là chúng ta có thể kết thúc clip được rồi. Như Kuma đã nói ngay từ lúc đầu, đây là map bên New York là map bên Roblox thì tôi nhảy được. Mà cái map là cái kiểu dạng kiểu như bên Minecraft thì tôi nhảy không được. Tôi nhảy thiệt quê hết. Sẵn tiện Kuma vừa mới nhớ rồi, câu hỏi này hình như bà nó hỏi là từ 2 3 clip trước rồi, nhưng mà Kuma quên, kiểu như là tôi quên thêm vào ấy. Nó là nếu mà fan bỏ chị hết thì chị sẽ như thế nào hả chị Kuma? Tôi Kuma nhớ là cái câu nó tặng dạng dạng đó. Nói chung là về fan ấy thì thật sự á, nếu fan mà bỏ Kuma hết thì đó là cái một vấn đề buồn. Nhưng mà tôi chỉ buồn tầm khoảng 1-2 ngày thôi, nhưng mà tôi vẫn phải đứng dậy chứ. Chứ có lẽ là để mình buồn hoài vậy sao, như thế thì không được. Nếu mà fan đã bỏ là mình á thì mình sẽ reset lại và bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà Kuma nghĩ là mấy bạn sẽ không từ bỏ Kuma đâu, đúng không? Nếu đúng thì comment phim số 3 cho Kuma biết nha. Nói với Kuma thì fan là một người rất là quan trọng, và đó cũng là nơi mà tạo lên nguồn động lực cho Kuma để Kuma có thể ra những cái clip như thế này nè.
Nếu mà mấy bạn không biết thì Kuma là khá là bận, tại vì Kuma đang học năm 4 nên học, cho nên Kuma khá là bận. Clip ra thường xuyên ấy thì điều đó là không thể, nhưng mà lẽ ra là một tuần tôi ra một clip giống như chị Kha Mui ấy chứ. Nhưng mà do nghĩ tới mấy bạn ấy cho nên tôi mới giảm lại là cách một ngày sẽ có một clip cho mấy bạn xem. Tại mấy bạn chờ một tuần thì lâu quá đó, cho nên Kuma mới để cách một ngày một clip cho mấy bạn xem. Nãy giờ vẫn không qua cái chỗ này, trời đi. Một phần là do lắc, một phần là ngồi nói, cho nên không có tập trung nhảy. Đấy, à, đó cũng cái lắc tới cái vấn đề lắc đó là lý do tại sao Kuma không nhảy bắn tường, cho nên mấy bạn hiểu lầm là Kuma không biết nhảy bắn tường đấy. Tại lúc mà Kuma bật quay, Kuma nhảy như này thì cái PBS nó giảm còn có 30 rồi mấy bạn. Giảm còn có 30 rồi cho nên tôi bắn tường không có được, cho nên tôi mới không có nhảy bắn tường. Nó kiểu như bây giờ nè. Bây giờ nếu mà tôi tắt quay một cái là tôi sẽ nhảy qua, còn nếu mà tôi bật quay tôi sẽ nhảy từ rất hoài tại vì nó bị lắc. Trong clip thì mấy bạn sẽ thấy bình thường, nhưng mà lúc mà tôi quay thì nó sẽ bị lắc. Cho nên thôi kết thúc tại đây luôn nha. Và ok, các bạn đã xem clip ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích Kuma và cũng như yêu thích tất cả các thành viên trong bình đạo lắc rối thì đây là một like, một đăng ký kênh. Và cũng như là các bạn nhấn vào cái chuông để bên đăng ký làm cho cái chuông nó rung lên để các bạn có thể nhận được những clip mới nhất từ Kuma nha. Và ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Bye bye, see you again.